Hello, hôm nay đi ra ngoài, em đây có bác gái ở nhà, sao ra ngoài ngồi rồi? Không, má tôi gọi từ bên ngoài cái thằng Khoan rồi, nhiều chuyện quá, nó nói tràn gian là hải, nó nói quá rồi là nói Bố ông má bấm ok thì sao chú Phan biết? đang cơm tao nuốt không hơn một tô và súp mà rượu má sao bấm được, bấm vô tôi thấy tao ăn sao rượu má. Hôm nay bố lên đây bố chia sẻ cái vấn đề này chút, nó có những cái chuyện ở nước Mỹ này nhưng mà không có tiện nói là ở đây. Bố thì mới nói chuyện với ta xin Mai cũng là cáo, nó là cảnh sát Mỹ, mới nói chuyện về xong mình nói chuyện về nước Việt Nam mình đi, có nghĩa là như vậy. Cái chuyện mà của mà cái đám mà Việt Tân hay là cài nhiều, tạo ra nhiều cái Facebook rồi cả ngàn cái Facebook rồi những cái nickname giả để mà vào khuấy động cái chuyện đó, nó xưa rồi, cái chuyện đó mình đã biết dư rồi chứ không phải mới đây đâu. Thì cái có một cái like nào của con mà bố nói rồi đó, có nghĩa là cái ngày cách đây khoảng chục năm á, thì lúc đó mới phát triển về cái mạng xã hội thì Việt Tân nó đã họp rồi, nó đã họp rồi, nó là quấn vào truyền thông mà tất nhiên là cái chuyện đó nó xưa cho quá đất rồi. Mình không cái thì sẵn đây thì trên diễn đàn này mình cũng nhắn nhủ rồi tất cả mọi người ở ở trên diễn đàn này cũng biết là cái điều cái chiêu trò đó thì nó xưa quá rồi, nhưng mà mình mừng cái chỗ là người dân Việt Nam mà họ nhận thức được và nói một cách nôm na không phải là cuồng đâu, nhưng mà cái họ hơi hướng mới có nghĩa là khi mà họ còn một là những cái gì đó họ tính cách là hay xe coi như là xúi dục á, thì họ biết liền là người nào là người nào liền, mặc dù không biết mặt không biết tên nhưng mà biết là cái thằng này là thế nào, thằng này là thằng phản động hay là cái thằng đại khái dân cái cùi ta biết hết. Nói sơ qua một vấn đề này nữa thì bố sáng nay thì thấy tình hình dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh này trên nguyên tắc á, thì thấy nó cũng theo mới thông tin được của người thân ở nhà ở Sài Gòn quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh coi như là phong tỏa hết và tất cả những người dân Đúng. không được quyền ra phong tỏa, thì ở đây đâu đó tất cả những cái những suất cơm từ thiện rồi những cái bệnh viện và những cái gì mà coi như là người thiện thì họ làm hết hết năng suất, có nghĩa là nấu cơm dài dài phát ăn phát cho những người cơ nhỡ đây là ta đi ra đường ta buôn bán, hoặc là ta nói ngày hôm qua là có nghĩa là những cái người lao động mà công nhật á, cái là mày nào sống mày đó thì người ta mất thu nhập thì có cơm ăn nè, có tiền phát nha, người nghe nói một người 3 triệu để mình chi phí sinh hoạt trong những ngày mình cái điều đó có, tao đã có người thân báo cáo có rồi, như trong này có Kim Khôi đúng đã xác nhận rồi, cơm phát tới nhà luôn, nói chung là để anh trai để cô đặt cái điều đó. Nhưng mà tôi muốn nói cái điều này chút xíu, thì ở đây trên mạng có quay một video clip có rất đầy người dân Việt Nam mà nó vậy, nó xấu đủ trò trên trời, người ta cũng không nói ra để mà nói mình cảnh giác thôi, thực chất là mình cũng không biết làm sao mà nói, nhiều khi mình cũng đớ lử luôn. Có một nhóm người khoảng 30 người trong cái trạm phát cơm từ thiện đó, họ đi lãnh cơm từ thiện rồi họ đi vòng lại họ lãnh bộ lãnh khoảng 4-5 lần một người á, thì đến chi đem về đi bán lại, mình rất buồn với điều đó. Tất nhiên là người dân thành phố Hồ Chí Minh đó, họ mình không nói hết nhưng mình chỉ nói là một số thằng phần tử đã lợi dụng cái vấn đề mà từ thiện đó để mà làm lợi ích riêng, họ đem về thì trong clip đó nãy ta ra ngoài xem tao muốn cho tụi bay coi trong nhà mới có coi trong nhà có computer thì tụi bay cũng biết rồi đó, có một cái từ cảnh báo ra ở đây, cái cô này bà này ngày mai tôi không phát cơm cho chị nữa, bởi vì chị đi xe cái tay ga bận đồ thì đẹp đẽ đeo vàng đeo vòng đi lãnh cơm từ thiện tôi phát chị ok, nhưng chị đi vòng lại khoảng 10 lần chị lãnh rồi rồi đi như vậy thì bây giờ là cái đó làm cái gì, đâu có ai ăn gì đâu, bà nói bà đi lãnh giùm bà ngoại bà đôi rồi con rồi đủ thứ đều đấy, thì nó phát xuất ra cũng là xấu xấu người Việt mình xấu tính quá, bây giờ không biết nói sao, chửi thì tao không dám chửi bởi vì mà nói cho cùng thì người ta nghèo khổ, nhưng mà nghèo khổ thì cũng người có tiền đủ, ta đã nói là mỗi ngày người ta phát cơm ăn ngày 2 bữa Đúng mà rồi. làm cái gì, mà làm cái gì mà phải chạy một lần đánh lần 10 phần đi đâu, thì té ra là cái bà này mới đi bán lại, trời ơi nó khổ bà thiệt, tôi mới tới thiệt mình mới vậy, cái lòng tốt của mình đưa ra mà họ lạm dụng một cách phí phạm, mình thấy bác tôi bố thấy bố rất là buồn, sáng Đâu vô đó sáng đúng hôm không? Dạ, sao đâu đó vẫn còn những con đời người đó rất mà là đứa kỳ còn cục. nói kỳ cục thế, bởi vậy như tao nói mình như vậy thì thôi đừng nói làm gì bà cái đám ba que mà chống chống không chống cái gì cái đám mà phản động mà chống ba dân chủ cũi rồi đấy kia, thì tao nói mày thiệt là đó là chuyện được, thì bởi vì đã con người bình thường không có gì cả nha, chỉ có cái vấn đề cơm từ thiện thôi mà đã là như vậy rồi, thì tao hỏi mày làm sao mà tránh khỏi cái đám ba que cái đám mà chống cộng khổ vậy, tao rất là buồn cái vấn đề đó, tao chỉ kêu gọi là người dân nên ý thức
của mình chút, là lấy vừa đủ ăn, lấy đủ, là bởi vì sao chiều nó có nữa, bởi vì người ta đã nói rồi mà, cái đúng rồi, người ta tuyên đâu bố đâu, là đâu để thiếu đâu đâu có để mình mà đói đâu, đâu có để đói rồi sợ. sợ, nhưng mà tại mình sao phải làm những cái chuyện rùi bu vậy, thì rất là nhục nhã đó. Thì tao bức xúc, tao nói cái chuyện đó cho mày nghe nè, nó có video clip á, trong tin computer. Còn cái chuyện mà cái đám kia mà nó nói xấu Việt Nam mình thì cái chuyện là nó muốn thở rồi con. Bây giờ mày làm cái gì đúng, tao nói rồi mày đúng má. Không cái gì mà nó cho tốt cả, cái gì nó chửi cũng được. Mà thậm chí tao nói mày rồi, tao nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần là cái quần slip mà tao của tao mà lòi ra rượu má nó còn moi ra nó nhảy được mà được. Chỉ có vô ý rượu mà ngồi vậy thôi mà đóng ra kiếm chuyện rồi nó chửi đủ thứ rồi đi gấp cục đá đâu là tất thành tật cái gì cũng xuyên tạc. Mình bây giờ mình nó làm lần đầu tiên thì một hai lần đầu thì nhiều người nghe tao nghĩ chắc là nó ồ ha ờ cần nghi ngờ để thấy vậy, nhưng mà nó làm hoài là cái thứ gì đúng không, thành ra bây giờ người dân Việt Nam coi những cái chuyện đó hình như là họ nhàm hiểu không, không có thì cũng không được, có cũng chửi, làm cũng chửi, không làm cũng chửi, đủ đó rồi đủ khổ. Có nhiều cái nó giải, giải tỏa đất bồi thường thỏa đáng để làm lợi ích công cộng, ví dụ ta làm một cái cầu cầu vượt ví dụ vậy, mà nếu mà không giải tỏa người ta đi thì lấy đó đất đâu mà đi làm xây cầu vượt. Rồi mấy Chào rồi bạn. nó cũng chửi, là không làm nó cũng chửi, không làm thì nói đủ mấy đất nước gì đủ, không có tiện nghi gì cả, đi đứng khó khăn vượt đồ mừng này cái, nói chung cái gì nữa, nói chung là cái gì nó cũng chửi, làm cũng chửi, không làm cũng chửi, đủ cái chó gì cũng chửi cả. Đầu tiên thì tao suy luận là thôi kệ, coi như là một cái mảng xã hội đối lập. Đối lập là gì? Đối lập có nghĩa là chỉnh sửa lại những cái gì nhà nước làm không có tốt, nhưng mà không phải vậy. Bây giờ nó lòi ra là nó là đối đầu chứ không phải đối lập, biết không? Ngày xưa trong các trang báo của chế độ cũ, chế độ báo cũng vậy, thường thường có những cái trang báo đối lập, đó là vạch rõ những cái chủ trương đường lối mà bị sai hoặc là bị quẹo hoặc là cấp trên đúng cấp dưới sai, thì cái điều đó đúng là mình chỉnh sửa lại ok để cho cái nguồn máy hành pháp mình nó tốt hơn, điều đó đúng. Nhưng bây giờ nó không phải vậy, có nghĩa là ra mặt luôn, bây giờ tao với mày cùng đủ vậy nè, đủ nó đi đủ nó chết mẹ rồi luôn đó, cười gì đủ quá, tao nói thẳng này thật ra tao rất là ghét nhiều đó, bởi vì chán vậy. Còn cái chuyện mà con ăn phiền, cái chuyện mà Việt Tân mà có cả ngàn cái nick name mà để quậy phá Việt Nam thì cái chuyện nó xưa rồi Diễm đủ má, xưa rồi đủ má, chuyện đó mình không có khe, tại vì thường thường những người mà có cái tâm với đất nước á mà thấy rõ ràng là họ khóa một cái là họ biết liền, mày chỉ còn vài câu chữ là họ đã biết mày cũng giống như mày rồi. Tao lại thì tao ngồi tao kiếm thằng Kim Ngư hoài, sao tao kiếm ra mà tao không thấy nó đâu hết trơn à, không biết nó lóc Đang tao dưới là sao không, nè, đang dưới này nè, nó đang cà khịa mà sao tao nè, không thấy đang cái đích tao, cà sao tao không thấy, sao tao không thấy nó, khịa bố nè, chắc nó lóc bố ở gì. tao nó có quan hệ gì đó đâu, tự nhiên tàn nhẫn mà lóc tao làm chi vậy trời, đủ mày khổ Nè quá à, thiệt. đấy khi là nó kêu ông Cầm ơi, dám bà đó là Việt Tân đó, cái bà nãy bố kể mà đi đi chạy vòng vòng Đâu có được lấy cơm đó. hai ba chục người lận, chứ đâu phải một người đâu, đâu phải một người, có nghĩa là mình biết là họ nghèo, họ khổ, họ có thể họ làm cái đó để họ kiếm sống trong một thời gian mà dịch bệnh, nhưng mà cái điều đó không nên, bởi vì đâu có ai đói đâu, người ta đã nói là không có đói mà phớt cơm ngày hai bữa, nhưng mà bởi vì cái lòng tham, con hiểu không, bởi vì con người của Việt Nam mà nó rẻ đúng ở chỗ đó, đâu phải là đi trong nước đâu, ra nước ngoài cũng vậy mày ơi, khổ lắm. Mà thấy rõ ràng không, đủ không, nhà thì không đói, ở Mỹ thì bảo đảm là không có đói, nhưng mà họ cũng đi xếp hàng đủ cơm từ thiện là cái việc lấy, mà thấy rõ ràng không, đủ cũng đi phát cơm từ thiện đó, ở nước ngoài nè cũng xếp hàng cái đống cái lũ lượt, mà chỉ có người Việt Nam mới nó kỳ cục vậy đó. Mình ở đây thì tao không dám chê trách đâu, đủ không lẽ mình, nhưng mà nó khổ cái là mình thấy cái gì trước tay ghe mắt thì mình nói thôi, cái thực chất á ở trong nước thì đã gọi là cơm từ thiện để phát cứu đói cho dân mà nó cũng lấy ra nó bán được, tao nghĩ được tao cũng thua nó luôn được, mà bán được bao nhiêu, cái suất cơm nó bán cao lắm, 10.000 bạc 20.000 là tối đa chứ có mẹ đâu, bán cho ai đồ, tao cũng không hiểu luôn, khổ ghê mày, cái tình cười đồ nó đúng cười gì nữa, Mà thầy đúng không? Bán cái gì bán cho ai? Tại bán vì cho thực sự ai, những người đồ đang khó thì khăn thì ai cũng cũng có người khác ai khác, cũng có nói chung người là ăn cũng có có ai phát hết trơn rồi. mà Dạ đúng rồi, ừ ăn được phát rồi. tao không hiểu được, nhưng mà tại vì nhưng mà có cái bậc người Việt Nam có tầm đủ báo được, kệ mẹ báo được, tao cứ lấy về nhà trước tính sao đủ. Hỏi tao nói mày nghe, Việt Nam mình có mặt kìa, đầu tiên cái gì cũng vậy, cái tư cách, cái tư kỵ, cái gì cái ý mà gọi là cá nhân, chủ nghĩa cá nhân là đủ, nó còn ghê hơn Mỹ nữa chứ đừng nói coi vậy, Mỹ cũng bằng. Khi mày ra đời mày biết cảm thấy cái gì lợi cho ta, lợi cho vợ con ta, con cái ta, gia đình ta là chết xong xuôi hết rồi bắt đầu mới ra người ngoài, cái người Việt Nam là vậy đó, đúng không, cái người Việt Nam mình là vậy. Nhưng mà giữ nếu mà mày khá giả thì nói một cách nôm na là khi mày nghèo thì mày tham lam, nhưng mà khi mày nghèo
thì mày lại rộng mở. Mày hiểu tao nói không? Có nghĩa là khi mà đủ ăn đủ mặc rồi, bắt đầu mày nghĩ tới người khác. Đó, người người ta mới có tấm tốt vậy đó, chứ hại gì những người cùng chung một chung tay xây dựng vaccine với nhà nước hay là đại khái những cái doanh nghiệp hay là những cái đại khái mà nó nói tên ra, nhưng mà nói này họ khi đủ ăn đủ mặc họ dư giả là họ hiến cho nhà nước. Cái điều đó là cái tâm của người Việt mình rất là hay rồi đó. Mỹ không có đâu, rượu má Mỹ mà mệt mà đụng tới nó là chết mẹ, nó thưa thấy mẹ luôn. Chà, ở Ipoh nổ ton ton ten ten rồi ha. Ghê. Bố cầm mày mà đủ bố cầm đâu có thiếu gì đâu con. Đội gì chú nó ghét mà là gì chú nó ghét này, đủ má nó không chùi nó đủ cái chai già mắc dịch mày xong chết mẹ đi, đủ má mày lúc nào chắc lên đủ cái cười khẩy đủ chắc làm tiếu tiếu diễu diễu đủ má làm nhiều khi tức nó ghét tao không biết làm gì tao cũng làm gì tao được đâu trời mẹ. Đúng rồi, nội cái hình ảnh mà bố bố lên trang á là nói lên tất cả rồi. Bố biết hình ảnh nào không? Nào Cái hình ảnh mà cái cây hoa mà nó sống rất là sức sống, nó rất là mạnh mẽ ở dưới cái đúng hàng rào đó, rồi đúng chưa? đúng rồi đây À, nè cái đó cái là nhà cái thông của điệp đúng không? Phải là thông điệp của bố muốn truyền đi không? Đúng không? Ghê 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 ông già này, ghê gớm lắm ghê à, ăn ăn trời uống ơi. trà sữa vậy chứ cũng không phải là trà sữa đâu nha. Ờ. Thì nói chung là lúc này thì bố cũng tại vì ở nhà có con cái nó về, con gái tao ở bên Tây nó về tao mới trước Trong này có cái nick bố cầm, trong cái này có cái nick Phong Nguyễn, có phải là nick của chú Phong ta? không biết Thấy nick Phong Nguyễn không biết phải chú Phong bên đó không? nếu có phòng rồi thì mời lên chơi. Phong cũng dễ thương lắm, nó là một người, đó là nó một cái khác á, là nó ở Việt Nam đó là doanh nhân rồi, rồi sau khi mà nó lại qua qua đây định cư qua đây chẳng qua để tìm hiểu thôi. Thì tôi cũng có một cái clip của cái thành phố Buôn Sa TV phỏng vấn nó, thì nó là chuẩn bị dọn về Việt Nam trở lại, thì bởi vì ở đây Đúng không thích rồi hợp chị ở bên ơi, đó. đúng rồi hiểu cho mày. À, vậy là chú Phong trong này nè, chú Phong trong này nè. Con thấy có đứa Phong Nguyễn. Ông ơi rảnh là lên chơi mày thì Có chú Phong có camera nè, chú Phong có lên, chú Phong có gì gửi không gửi yêu cầu con mời lên. nói một cách khác là nói cho nó công bằng. À, thì cũng như cách đây mấy ngày trước người ta cũng nói rồi, có những cái loài thú mà nó không bao giờ nào thịt đồng loại cho, nhưng mà ở đây nó có một cái con người nói tiếng Việt, mặc áo đỏ, máu đỏ, da thì vàng, mũi thì tẹt, tóc thì đen, đồ ba dùng hai chữ Việt Nam, nói tiếng Việt Nam đồ, và mỗi lần nó thấy Việt Nam mình có cái gì đó đủ, nó làm nó quắt đuôi nó bừng nữa này, đủ phát kỳ bảo lục thiên tai gì, nó làm như nó đủ, bởi tao không biết nó loài gì, tao cũng không hiểu nữa. Thú thì không được, không đúng rồi, từ có con thú dữ như người sư tử, chó sói hùng beo gì nó cũng chắc bây giờ nó ăn rồi Chú khác Phong lên chứ nó không tiếng được rồi, à. chú Phong lên tiếng rồi, chú Phong đây rồi, chú Phong đây nè, em đây anh cầm. Rồi đủ mới lôi đầu lên cho nó vui, thằng Đó, này tiếu lắm, vui lắm, nói chung là anh em chú rất là Phong có hợp, biết. anh em rất là hợp hợp chỗ này, mục tiêu chung thôi, một chỉ có mục đích thôi, là tao rất là ghét những người nào mà chống phá đất nước tao thôi, ngoài ra tao không còn ở chuyện mà cá nhân hô họ rồi mẹ năm mẹ vợ tám trâu tám chồng gì đó, kệ cha tao, tao không quan tâm, bà tao chỉ quan tâm là một điểm một thôi, một điểm xong thôi, là yêu quê hương tao là tao khoái rồi, vậy thôi, còn cái chuyện riêng tư thì quay kệ tao vậy, đúng không? Bố Thì đây có thì chú nè, đây mọi người bên đây thì biết chú nè, chú Phong với chú Peter Phượng đúng không? Anh em mình tâm tức anh em một vòng, bạn chị ăn ở bên ăn chiên thì cứ ai là vậy, mấy người người ta đó có là bên đây biết hết mà. thì thế thôi, chứ còn ở chuyện có chuyện như vậy, bởi vì ở ngay thời điểm này là tất cả mọi người ở trong nước đó, họ đang chật vật lao đao về việc thì chống dịch, trong khi đó là nhà nước đang cố gắng hết sức mình căng mình ra, mà cái hay của nhà nước mình hiện giờ là đang chống dịch nhưng mà vừa tiêm vaccine và đã khoanh vùng kiểm tra gắt, rất là gắt. Cấm đi lại, cấm đi lại toàn thành phố Hồ Chí Minh luôn mà, cái là chợ không 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 dám họp luôn. Bà kia bà kể tao vui lắm, anh biết không, mấy bữa nay mấy cái bà bán lẻ mà bán hàng hàng xén, tức là bán cái hàng rau củ quả mà năm ba bó rau và xách cái giỏ đi ra đu đường, bị công an nó rượt đuổi xách sạch chạy dắt dép chạy chặt luôn không ở lại, nó nắm đầu được là đụng bánh phạt 3 triệu người là chết mẹ luôn, mấy bà tờ tởn rồi không ai dám ra đường hết trơn. Bây giờ phải Đó. với như đã họ siết chặt cái đó cũng đúng bố, tại vì Đúng, đó là những chắc chắn là phải đúng. cái nơi gọi là cái nguy cơ nó cao, tại vì mọi người cũng biết rồi cái biến thể này nó lây ghê lắm, Với nó lây lại rất là ghê. cái gương là cái gương mà để nhìn ra từ Ấn Độ là thấy 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 ghê, thấy chưa, cái đó mà nó là cũng thuộc vùng Đông Nam Á, rồi cứ biến thể Rồi Delta là cái chú Hồng.